Lời Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan, chương 6, câu 16 tới câu 21. Chiều đến, các môn đệ xuống bờ biển hồ, rồi xuống thuyền đi về phía Ca-phác-na-um bên kia biển hồ. Trời đã tối mà Đức Giêsu chưa đến với các ông. Biển động vì gió thổi mạnh. Khi đã chèo được chừng 5 hoặc 6 cây số, các ông thấy Đức Giêsu đi trên mặt biển hồ và đang tới gần thuyền. Các ông hoảng sợ. Nhưng người bảo các ông: "Thầy đây mà, đừng sợ." Các ông muốn rước người lên thuyền, nhưng ngay lúc đó thuyền đã tới bờ nơi các ông định đến. Sợ hãi là cảm giác chung của con người, vì thân phận con người quá yếu đuối mỏng manh. Còn cuộc đời thì quá nhiều bất trắc không thể lường hết được. Đừng sợ là lệnh truyền của Chúa Giêsu đối với các tông đồ cũng như đối với mỗi người chúng ta trong bài tin mừng hôm nay. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã mở đầu triều đại của Ngài bằng lời kêu gọi: "Đừng sợ, hãy mở rộng cánh cửa cho Chúa Giêsu Kitô." Đừng sợ vì Chúa Giêsu Kitô biết mọi sự trong tâm hồn mỗi người. Ngài thấu hiểu những khó khăn của chúng ta và Ngài hằng luôn hiện diện bên chúng ta để cứu giúp chúng ta. Câu chuyện Chúa Giêsu đi trên mặt biển nằm trong diễn từ về bánh hằng sống thuộc chương 6 của Tin mừng Gioan. Phép lạ chứng minh quyền năng của Chúa Giêsu trên thiên nhiên vạn vật. Qua phép lạ, Chúa Giêsu muốn củng cố đức tin cho các môn đệ trước khi người mặc khải về phép thánh thể, bánh hằng sống. Một mầu nhiệm chỉ có thể đón nhận bằng niềm tin vào quyền năng của Chúa. Ngay đến mình và máu thánh người, người còn ban cho chúng ta thì thử hỏi còn gì cao quý hơn mà người không ban cho chúng ta. Cho nên, chúng ta đừng nghi ngờ tình thương và quyền năng của Thiên Chúa. Trong Kinh Thánh, câu "đừng sợ" được nói tới 365 lần, tức là đủ để chúng ta nhắc lại mỗi ngày trong suốt một năm. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết tín thác vào tình thương và quyền năng của Chúa. Amen.